Zika Audio, nghe chưa đủ, thấy xem phim. Vâng, Zika Audio xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Vâng, hôm nay Zika Audio chia sẻ đến các bác một cái sản phẩm, đó là trầm. Vâng, thì hôm nay bên em làm video thông báo đến các bác là bên em hôm nay sale tích sàn luôn ạ. Vâng, sale giá tích sàn, bán ra gốc cho các bác. Vâng, đầu tiên đã làm mẫu súp Bốt AM1200. Đây là bản 2019, đặc biệt là bằng sơn sần, chống xước và chống nước, rất là hay. Và đặc biệt là gỗ, thùng gỗ MDF cao cấp. Đây là phiên bản 2019 các bác nhé. Vâng, em thông báo các bác là video này là bên em thông báo là các bác là bên em bán kịch sàn giảm giá để chuyên khách hàng. Vâng, còn bên này là một súp Martin 330, bên em cũng chuyên khách hàng giảm giá kịch sàn luôn ạ. Vâng, thì đây là hai mẫu súp bên em thông báo đến các bác là như vậy, để cho các bác dễ dàng sở hữu hơn cho mình một cái chiếc trầm hay gọi là súp điện để chơi gia đình karaoke với cái phòng không gian khoảng 30 đến 40 mét vuông. Vâng, thì trước mặt quý vị và các bạn đây ạ. Vâng, hai mẫu súp bên em sẽ sale giảm giá các bác nhé. Các bác hãy nhanh tay comment để lại số điện thoại, bên em sẽ cập nhật tin tức liên tục và tư vấn cho các bác làm sao sở hữu được cho mình những cái sản phẩm trầm phù hợp với bộ dàn karaoke, phù hợp với không gian và phù hợp với lại chế độ cái chất nhạc mà các bác hay nghe hay chơi. Đó là cái bên em muốn hướng các bác đến những sản phẩm phù hợp nhất. Vâng, thì bên em đang test cái chất trầm của cái súp Bốt AM1200 Bốt Sần bản 2019. Và đặc biệt đây là những sản phẩm này bên em nhập hàng Trung Quốc nhé. Nhập hàng Trung Quốc đảm bảo cho các bác hàng chất lượng và bảo hành 1 năm, đổi 1 trong tháng đầu. Đây là toàn bộ sản phẩm mới. Vâng, những sản phẩm súp như thế này, các bác vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke, vừa nghe nhạc bolero, vừa nghe nhạc remix rất là tuyệt vời. Em sẽ tắt cái nhạc chất trầm của cái súp Bốt nhá, chất nhạc của cái súp Bốt đang thể hiện ạ, để chúng ta so sánh. Vâng, khá an toàn các bác nhá, giải âm rất là mỏng, chúng ta có thể so sánh được luôn. Chất trầm cái bản 2019 này nó được cải tiến rất là nhiều, được nâng cấp rất là nhiều so với bản 2019, so với bản 2018. Uy lực hơn, mạnh mẽ hơn. Đấy, chất trầm đúng ra là nó phải uy lực, chắc gọn so với bản 2018 thôi, nhìn hơn rất nhiều. Rồi nghe lại bật trầm lên cho các bác ạ. Vâng, đó là chất nhạc đã có trầm hỗ trợ. Vâng, chúng ta chuyển sang cái số Martin ạ. Vâng, em sẽ chuyển tín hiệu sang số Martin. Thì đó là hai sản phẩm bên em là sale kịch sàn luôn các bác nhá. Em đã chuyển dây tín hiệu sang số Martin để chúng ta cùng trải nghiệm. Hiện tại hai phân khúc Martin và súp Bốt Denson bên Zika Audio, hai phân khúc đang bán rất là chạy. Và muốn các bác sở hữu rộng rãi hơn thì bên em sale giá kịch sàn để các bác dễ dàng sử dụng và sở hữu, để kết hợp với bộ dàn karaoke các đang còn thiếu cái giải siêu trầm. Rất uy lực và mạnh mẽ, hai sản phẩm rất là chất lượng. Vâng, chúng ta sẽ so sánh được luôn nhé.
Rồi cái này bật trầm lên đây ạ. Vâng, bác thấy không ạ? Vâng, chất nhạc dày hơn rất nhiều. Một bản nhạc tự khắc sẽ được hỗ trợ giải chu trầm khi chúng ta đã cho một cái cục trầm được kết nối. Vâng, hay hơn rất nhiều các bác nhé. Vâng, bây giờ thì thời đại công nghệ, sở hữu trầm rất là đơn giản. Để thay đổi một cái bản nhạc cũng khá là dễ. Vâng, trầm vào khác hoàn toàn. Vâng, thì cũng tầm đấy thời gian bên em đã quay video thông báo đến các bác. Vâng, bác nào muốn sở hữu cho mình một cái trầm Martin 330 và cái trầm Boss AM1100 Denson bản 2019 thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh ạ. Vâng, bên em sẽ cập nhật và tư vấn cho các bác nhiệt tình và chi tiết. Vâng, với một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp làm trong lĩnh vực lâu năm. Vâng, đó là những cái các bác cần tư vấn, cần hỏi những kiến thức mà chúng ta chưa hiểu thì các bác hãy để lại những cái comment trên kênh, bên em sẽ trả lời cho các bác làm sao phù hợp nhất những cái khúc mắc của các bác mà các bác chưa có thông tin để. Vâng, bên em sẽ cập nhật và chia sẻ đến các bác ạ. Vâng. Vâng, sau đây em xin phép được dừng video. Vâng, chào cùng tất cả các bác mọi miền Tổ quốc, sức khỏe và thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.